Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta tiếp tục lại tham quan một ngôi chùa mới. Ngôi chùa này là tọa lạc tại 26/7 ấp Tiền Nân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngôi chùa có tên là chùa Giác Hoàng, là một ngôi chùa khá nổi tiếng tại huyện Hóc Môn. Và bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào bên trong và cùng chiêm bái ngôi chùa. Hiện nay thì mình đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa. Và cổng tam quan được xây dựng theo kiểu trùng môn, gồm có một cửa chính và hai cửa phụ ở hai bên. Và ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Đây được xem là một ngôi chùa cổ của thành phố và được xây dựng cách đây khoảng trên 200 năm. Và do thời gian xây dựng cũng đã lâu, chùa đã được trùng tu vào các năm 1930 và những năm gần đây. Do ngôi chùa xây dựng đã lâu nên cho đến nay đã có rất nhiều các vị trụ trì tiền nhiệm. Và vị trụ trì đầu tiên là Hòa thượng Thích Quảng Sơn, sau đó là Hòa thượng Thích Minh Đức và Hòa thượng Thích Giác An, cùng với là Hòa thượng Thích Tịnh Quang. Và vị trụ trì hiện nay đang là Đại Đức Thích Trơn Trí. Và theo mình được biết thì hàng tuần ngôi chùa có tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo, cùng với lại cơm từ thiện miễn phí. Công tác trùng tu và sửa sang tu viện cũng được chú trọng phát triển nhiều hơn. Đặc biệt các công tác từ thiện trong năm qua cũng đã được phát triển rất mạnh ở ngôi chùa. Bên tay trái của mình, đây chính là nơi mà nhà chùa tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo trên địa bàn. Một điện Phật ở giữa khuôn viên của ngôi chùa được nhà chùa bài trí, tổ chức cho các ngày đại lễ lớn ở trong chùa. Trong điện Phật thờ Ta Bà Tam Thánh gồm 3 vị là Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. Đây là 3 vị tôn tượng tượng trưng cho chân lý, từ bi, hiếu đạo. Cùng với đó thì trước điện Phật, nhà chùa có thờ tôn tượng Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Trước điện thờ chính của ngôi chùa là hình tượng Đức Mẹ Quan Thế Âm Lộ Thiên được nhà chùa bài trí. Trước điện thờ chính của ngôi chùa được nhà chùa trồng rất nhiều cây xanh xung quanh, tạo cho chúng ta một cảm giác thoáng mát, một không gian yên bình, một chốn thanh tịnh khi chúng ta đặt chân đến với nơi đây. Thank you.
Đây chính là khu cổ mộ, tọa lạc bên tay phải khuôn viên của ngôi chùa và được nhà chùa cho xây dựng nhằm để chôn cất các cao tăng và Phật tử trụ trì trước đây. Các bảo tháp thể hiện cho tâm giác ngộ của Đức Phật, Pháp Thân. Mỗi phần trên tháp đều được hướng tới con đường giác ngộ của các chư tăng và Phật tử. Trước mặt của các bạn đây chính là điện thờ chính của ngôi chùa. Điện thờ chính của ngôi chùa thờ bộ tượng Di Đà Tam Tôn, Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm cùng với lại Bồ Tát Đại Thế Chí, tượng Đức Phật Thích Ca Mẫu Ly. Điện Phật chính được thiết kế theo kiểu hình tháp có bốn cạnh, dưới lớn trên nhỏ dần. Đặt thờ rất nhiều các tượng Phật cùng với lại tượng Bồ Tát. Cùng với đó thì ngôi chùa còn giữ rất nhiều các tượng gỗ cổ như tượng Quan Âm Chuẩn Đề, tượng Bồ Tát Địa Tạng, tượng Hộ Pháp. Trong chánh điện của ngôi chùa cùng với lại khuôn viên xung quanh được nhà chùa bài trí thiết kế vô cùng hài hòa. Đây là một ngôi chùa tâm linh với không gian nhà chùa trong lành và thanh tịnh. Ngôi chùa mang lối kiến trúc cổ xưa cộng với lại một chút của ngôi chùa mới mang bản sắc của văn hóa dân tộc. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu sơ lược về tiểu sử của ngôi chùa Giác Hoàng cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Và ngôi chùa ta lạc tại 26/7, ấp Tiền Nân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn.